giải sân bay toàn huyện tập 1 đánh mất 2 điểm đáng tiếc. Hello anh em, mình là ông Sơn GK đây. Tính ra là sáng mới ở Hà Nội xong, trưa đã có mặt ở Đắk Lắk rồi. Kết thúc chuyến hành trình dài ở Hà Nội, chiều nay mình sẽ tham gia giải ở huyện nhà, giải sân 7 tranh cúp karaoke Huyền Trang. Trận đấu vòng bảng đầu tiên của mình sẽ diễn ra lúc 17:10. Tính ra là về may còn ngủ được giấc, sáng dậy sớm, thiếu ngủ, giờ vẫn còn đứ hết người. Trận đầu tiên đội mình sẽ đối đầu với FC Nghiệp Linh. May quá về kịp để tham gia cùng anh em. Ok, giải này mình sẽ lựa chọn GK Ben Trường Sơn làm người bạn đồng hành. Anh em cùng xem lại một vài tình huống đáng chú ý trong trận đấu này với mình nhé. Trường Sơn, mưa vãi nhái luôn. Tình huống nguy hiểm đầu tiên, đồng đội sai, mình sửa. Anh ơi, mới mưa xong, sân chơi bóng ướt, tí thì báo anh em ạ. Xong tình huống này là rút kinh nghiệm ngay. Đây, anh em xem tình huống mình kiến tạo cho đồng đội, nâng tỷ số lên 2-0. Để mình quay lại tình huống này cho anh em xem nhé. Bóng đi cực kỳ khó chịu luôn. Bóng của chủ sân cũ nên sút nó rất là liệng luôn. Trời mưa, sân chơi bóng ướt, cứ biện pháp an toàn để chơi anh em nhé. Kết thúc hiệp 1, đội mình tạm dẫn trước với tỷ số 2-0. Giờ thì cùng đến với diễn biến của hiệp 2 nhé. Chưa nóng người đã phải nhận ngay một bàn thua rồi. Tỷ số rút ngắn còn 1-2. Và đây là bàn thua tiếp theo của đội mình. Quả này tính ra là mình đổi vị trí. Bóng từ trên rót xuống, sai vị trí là phải trả giá ngay. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, đội mình đánh mất 2 điểm quý giá. Trận sau, đội mình sẽ đối đầu với FC Đá, chắc chắn phải là một trận thắng để nắm quyền tự quyết. Anh em xem thấy hay thì nhớ follow mình để đón xem những tập tiếp theo nhé. Nay mặc áo MU là thấy có điểm rồi, MU mới ăn quả hòa sao.